để chúng ta đi tiếp. Chúng ta nói về bệnh PD còn nhớ phải không? Bệnh PD xảy ra trên heo, lên mọi lứa tuổi, heo cai sữa vân vân. Cho nên là khi mà bệnh đi này nó xảy ra, về cơ bản là không tiêu hóa được, giải pháp đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là gì các bạn? Giải pháp đầu tiên chúng ta cần làm khi cái đàn heo của chúng ta bị bệnh PD, các bạn cần làm đó là gì? Ngừng, chúng ta không cho ăn nữa vì cho ăn sẽ lãng phí, con vật không có tiêu hóa được, không làm chúng ta lãng phí. Là chúng ta đang ví dụ dựa theo cái đặc điểm học sinh lý của con vật phát triển theo các giai đoạn khác nhau, tiêu chảy mất nước điện giải và có thể dẫn tử vong trên bù nước bù điện giải. Đó là cái giải pháp quan trọng tiếp theo chúng ta cần phải làm. Rồi chúng ta phải bù năng lượng và sửa ống thì heo nó sẽ bị mất năng lượng, đặc biệt là heo não là nó phải chết rất là nhanh. Chúng ta cần làm tất cả những gì có thể sửa ống cho đó là heo của các bạn. Và các bạn có thể sử dụng các kháng các chế phẩm sinh học, chế phẩm sinh học có chứa kháng thể đặc hiệu liên quan đến cái con virus này. Thì trên thị trường hiện tại là có rất nhiều những sản phẩm liên quan các bạn có thể sử dụng được. Bây giờ chúng ta thay đến một cái bệnh tiếp theo, đó là bệnh cúm. Thì bệnh cúm nó có thể xảy ra trên gia cầm và trên heo. Thì nói bệnh cúm này, chúng ta nói về sự truyền lây của nó cơ bản là lây truyền qua gì các bạn? Qua không khí theo đường hô hấp. Cho nên cái biện pháp đầu tiên các bạn cần làm là làm tất cả những gì có thể để làm gì? Để hạn chế sự tích lũy cái mầm bệnh đó trong không khí. Vệ sinh tiêu độc chuồng trại của bạn, đặc biệt là cái không gian, toàn bộ không gian chuồng. Và chúng ta phải giữ thông thoáng chuồng đến mức tối đa có thể, kể cả là phải giữ khô chuồng. Nếu chúng ta làm tốt cái điều kiện đó, chúng ta sẽ giảm bớt cái nguy cơ liên quan đến bệnh cúm. Tuy nhiên giữa cúm heo và cúm gia cầm nó có những cái điều khác biệt cơ bản mà chúng ta sẽ lưu ý để chúng ta khi áp dụng đối lại từng cái dạng bệnh. Ví dụ như dạng cúm gia cầm, thì cúm gia cầm nó xảy ra đó các bạn, thông thường là liên quan đến hiện tại là Việt Nam có hay có hay chưa có cúm gia cầm? Có cúm gia cầm rồi, chúng ta kiểm soát nó bằng gì? Bằng vaccine. Chúng ta kiểm soát chính của nó bằng vaccine. Tuy nhiên là ngay cả khi chúng ta kiểm soát nó bằng vaccine thì vẫn có những trường hợp bệnh nó xảy ra. Bệnh nó xảy ra là do mang cái mầm bệnh đó từ những cái con gia cầm đã được chích ngừa, nhưng mà nó có nhiễm con virus cúm, nó có mang con virus cúm hoặc đâu đó từ bên ngoài môi trường nó nhiễm vô thì đó bệnh nó xảy ra. Thế khi nó bệnh xảy ra chúng ta làm gì? Đối với gia cầm khi mà bệnh xảy ra là chúng ta tiêu hủy. Về cơ bản là đối với đàn gia cầm khi mắc bệnh cúm chúng ta sẽ tiêu hủy. Và nó có thể lây nhiễm vào cho người chăm sóc và nuôi dưỡng. Do vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác khi chúng ta can thiệp vô những ổ dịch cúm gia cầm để tránh những cái lây nhiễm. An toàn sinh học thì nãy chúng ta nói rồi, yêu cầu chúng ta kiểm soát và vệ sinh tiêu độc thôi, không tiếp tục số những dấu hiệu về bệnh lý của cúm gia cầm. Cúm gia cầm nó có cái đặc điểm rồi, đặc điểm rất là đặc trưng đó là cái chân của nó xuất huyết. Đây là một trong dấu hiệu được xem là điển hình của cúm gia cầm. Nếu các bạn phát hiện ra những phải lúc nào cũng có xuất huyết chân. Ở trên heo thì cúm nó có, da cúm heo nó có khác biệt một chút xíu. Nếu như cúm gia cầm xảy ra thì nó gây chết, gây bệnh tích rất là nặng, xuất huyết và gây chết. Riêng với cúm heo thì nó lại gây bệnh rất là nhẹ và thường là thoáng qua, cho nên là chúng ta ít khi nào để ý. Và chính vì nó gây bệnh thoáng qua thôi, chúng ta ít khi nào để ý, nên thiệt hại của nó lại là nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế. Nó không gây chết nhiều nhưng gây bệnh rất nhiều. Và cái hậu quả nó gây nên không phải là do con virus cúm gia cầm nó gây nên ta trực tiếp, mà do các bệnh lý bộ nhiễm khác, bộ nhiễm khác trên cái đàn heo của mình. Do vậy các bạn cần phải chú ý để các bạn hạn chế tối đa cái thiệt hại về mặt kinh tế do cái tình trạng bộ nhiễm này. Bây giờ làm thế nào đây? Làm thế nào chúng ta phát hiện ra cái đàn heo của chúng ta bị cúm? Nếu các bạn thì chịu khó, các bạn để ý, cái lúc này nó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của cái người chăm sóc quản lý đàn
rất là cao. Khi các bạn để ý, các bạn quan sát, các bạn chăm sóc, các bạn thấy heo của các bạn nó bắt đầu có cái biểu hiện là gì? Chảy mũi, chảy dịch mũi và hắt xì, chưa có ho, thậm chí là rất ít ho, giống như cúm người vậy đó. Các bạn bị cúm sao thì heo nó cũng y hệt vậy, chảy mũi, hắt xì. Cái dấu hiệu này nó sẽ đi qua rất là nhanh, trong vòng 2-3 ngày, và trên đàn thì trong vòng 1 tuần là sẽ biến mất. Vậy thì làm thế nào nhận ra? Khi các bạn nhận thấy heo của bạn có dấu hiệu hắt xì, sổ mũi, ban đầu nó chỉ có một số ít thôi, vài ba con thôi, nhưng sau đó lây lan rất là nhanh, trong vòng 1-2 ngày bắt đầu nó lây lan nghiêm trọng, cuối cùng là cả đàn, có thể là như thế, trên 50% đàn trở lên trong vòng vài ngày. Các bạn biết đó là cúm heo. Thì ngay khi các bạn thấy có dấu hiệu mà heo nó hắt xì sổ mũi nhiều như vậy đó, chỉ cần một ngày thôi là các bạn phát hiện ra được liền, nếu các bạn là người mà theo dõi đàn heo thường xuyên, các bạn lập tức phải can thiệp liền bằng kháng sinh, không phải là bằng vaccine. Của chúng ta hiện tại Việt Nam mình chưa xài vaccine cúm heo, các bạn phải can thiệp liền bằng kháng sinh. Kháng sinh này để phòng ai? Phòng nhiễm. Bội nhiễm. Bội nhiễm vi khuẩn ở đâu? Môi trường. Môi trường là một cái câu chuyện là nó tự thường xuyên. Các bạn phải bội nhiễm những con vi khuẩn. Khi nó nói bội nhiễm là nó có sẵn trong cơ thể của con vật rồi. Và bội nhiễm này đó là những vi khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp. Rất giống với là bệnh. Yes. Có nghĩa là cái cách mà các bạn can thiệp khá giống với bệnh kia. Khi mà có bệnh cúm da cầm xảy ra, yêu xin lỗi, bệnh cúm heo xảy ra, rất nhanh, trong vòng 1-2 ngày thôi, các bạn phải can thiệp ngay lập tức bằng kháng sinh chống lại những vi khuẩn bội nhiễm trên đường hô hấp. Tiếp theo đó là gì? Xử lý ngay lập tức điều kiện môi trường chuồng trại của các bạn, tiêu khí hậu, giải quyết nhanh, chuồng trại tăng thông thoáng tối đa, giữ khô đến mức có thể, và vệ sinh tiêu độc toàn bộ không gian chuồng, không phải một ngày mà phải làm liên tục nhiều, ít nhất là một tuần, cho đến khi virus cúm gia cầm không còn nữa trong không khí, đàn heo của bạn đi qua khỏi cái dịch bệnh, tối thiểu là phải. Nhưng sau khi mà cái đàn heo của bạn nó qua khỏi dịch cúm gia cầm, xin lỗi, dịch cúm heo, thì cái con cúm gia cầm vẫn diễn diện trong đường hô hấp của con heo và vẫn tiếp tục bài thải ra bên ngoài, cho nên các bạn cần phải duy trì cái vệ sinh tiêu độc của bạn một cách thường xuyên, ít nhất là 2 lần. Dĩ nhiên lúc này không phải là mỗi ngày nữa, có thể là 2 ngày một lần, 2 ngày một lần, để cho đến khi mà tình trạng đàn heo của bạn nó ổn định lên. Đó là đúng. Do cái bệnh nó sẽ rất nhanh và nó không gây chết, nó không gây chết nếu một mình nó các bạn. Thành nữ là sau khi nó xảy ra rồi, người ta là xuất hiện thấy bệnh lý hô hấp. Có nghĩa là sau khi cúm heo nó đi qua, người ta thấy xuất hiện cái bệnh lý hô hấp, nghĩa là ngay sau khi mà heo nó hết xì sổ mũi thì người ta thấy bắt đầu ho, rồi người ta thấy là thổi thấy bụng và có sốt vân vân, thì đó không phải là cúm heo, đó là bội nhiễm. Thật sự là người ta cứ nghĩ rằng cái bệnh lý hô hấp xảy ra trên đàn heo là do những con vi khuẩn như là APV, như những con vi khuẩn mà chúng ta đã đề cập đến trong chương trình của mình, mà không nghĩ rằng nó là cúm heo. Đó chính là lý do chúng ta thờ cúm heo, chúng ta không để ý cúm heo. Trong khi đó cúm gia cầm do nó chơi gây chết rất là nghiêm trọng, cho nên người ta sợ. Còn đối với lại cúm heo, người ta lại ít sợ hơn, người ta biết nhiều về nó. Các bạn muốn khám về cơ bản bệnh tích rất khó để các bạn có thể mà chẩn đoán xác định được. Nếu muốn xác định được nó là cúm heo, cúm heo các bạn chỉ cách lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh tiếp theo là bệnh Newcastle, bệnh chân gà. Bệnh này về cơ bản các bạn, chúng ta cũng kiểm soát bằng vaccine là chính, an toàn sinh học là phụ. Nhưng quan trọng đặc biệt ở chỗ là gì? Ở chỗ những cái đàn mà
gà đẻ đó các bạn. Gà thịt thì ít có cái đặt vấn đề ra hơn. Gà thịt thì sau khi chích vaccine, trong trường hợp mà gia cầm của bạn xuất hiện bệnh liên quan đến nhiều cái sổ, các bạn làm gì vậy? Vaccine không bảo hộ 100%. Như vậy khi các bạn chích vaccine thì vẫn có những con gà có khả năng cảm nhiễm với lại con Newcastle. Và khi các bạn phát hiện ra nếu như nó đúng là bệnh do Newcastle, tốt nhất là các bạn loại thải. Tốt nhất là loại thải. Và theo quan điểm cá nhân của tôi, có nguyên tắc chung nếu tôi là người quản lý, thì nguyên tắc chung khi mà quản lý các bệnh trên gia cầm nó là như thế này. Khi thấy gia cầm bị bệnh, biện pháp đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là loại thải những tất cả những con gà. Dĩ nhiên là các bạn lấy mẫu để các bạn xét nghiệm coi nó bệnh gì, để các bạn có thể sử dụng vaccine hoặc là can thiệp phòng ngừa ở cái lứa sau. Không, đừng bao giờ mà điều trị cho những con gia cầm bị bệnh đó, vì cái giá trị kinh tế của nó thấp và cái hiệu quả điều trị của nó không cao. Các bạn loại thải hết tất cả những con gia cầm bị bệnh và chỉ điều trị cho những phòng bệnh cho những con gia cầm còn lại thôi, thì hiệu quả sẽ cao rất là nhiều. Đối với Newcastle thì thế, Newcastle thì may mắn các bạn không phải tiêu hủy đàn, nhưng tất cả những con gà bệnh các bạn nên tiêu hủy. Áp dụng biện pháp sinh an toàn sinh học là như thế nào? Dĩ nhiên vệ sinh tiêu độc phun thuốc sát trùng toàn bộ không gian chuồng là các bạn cần làm. Cái thứ hai nữa là sao nó bài thải qua phân, nó bài thải qua phân chất chứa rất nhiều trong phân. Như vậy các bạn có hai khả năng như chúng ta đã từng nói đến, trong trường hợp chúng ta nói về cái bệnh do Marek, virus, cái bệnh Marek ở trên gia cầm. Chúng ta nói về bệnh do nấm trên gia cầm. Trong trường hợp mà nó bài thải qua phân như là bệnh Newcastle, các bạn sẽ phải làm theo thao tác y hợp như trường hợp đó. Tùy theo, nếu thiết kế người ta nuôi trên cái chuồng sàn thì vệ sinh tiêu độc toàn bộ không gian chuồng. Nếu thiết kế nuôi trên cái chuồng nền có cái chất độn chuồng, gà ở chung với chất độn chuồng, thì các bạn cần phải lập tức là thay chất độn chuồng. Vì mầm bệnh nó sẽ được bài thải qua phân, nó bài thải qua phân và nó tích lũy ở trong cái chất độn chuồng đó. Cho nên các bạn bắt buộc phải xử lý chất độn chuồng đó đi. Có nghĩa là đồng thời với loại thải những con gà bệnh, các bạn xử lý chất độn chuồng để giảm thiểu nguy cơ bệnh cho những cái con gà còn lại, mặc dù đã được tiêm vaccine. Đối với gà mái đẻ thì nó lại có, thì nó vẫn có thể mang cái con virus này, vẫn nhiễm cái con virus này nhưng nó không có biểu hiện lâm sàng. Nhiệm vụ của các bạn là tìm cho được những con gà này và loại thải nó đi, để nó tránh nguy cơ lây nhiễm cái mầm virus này cho cái gà con. Bây giờ chúng ta xem một vài trường hợp. Ví dụ các bạn nhìn thấy bất kỳ trường hợp nào gà nó có biểu hiện lâm sàng như thế này, tốt nhất là loại thải, đừng chữa bệnh làm gì. Không khỏi thì nếu có khỏi nó cũng có tăng trưởng tốt, tốt nhất là loại thải. Các bạn bắt gặp tình trạng trứng nó như thế này, trứng nó đang bình thường là màu nâu, nếu các bạn thấy xuất hiện nó là màu trắng thì cái con gà nào mà đẻ ra cái màu trắng này khả năng nguy cơ cao là nó đang mang trùng cái con virus Newcastle. Các bạn lại thấy như vậy. Nó có cái đặc thù là như thế này, chúng ta nuôi ở cái dạng gà mà nuôi, nếu mà nuôi có hai cái hình thức nuôi mà dạng chuồng mà dạng chuồng nhốt chung như thế này nè các bạn, thì thật sự rất khó để các bạn có thể biết được là cái con nào nó mang cái mầm virus Newcastle. Nhưng nếu các bạn nuôi gà đẻ cũng là gà đẻ, nhưng các bạn nuôi nhốt theo từng cái lồng một, thì các bạn có thể là biết được nếu các bạn là cái người mà theo dõi sự, nhưng cũng hên xui
tùy theo cái thiết kế về cái hệ thống chuồng của các bạn. Nếu hệ thống chuồng của bạn mà trứng được lấy theo cái dạng là băng truyền từ đầu thì hơi khó, thì các bạn không biết cái trứng đó từ đâu, từ cái ô chuồng nào. Nếu các bạn có gắn camera thì hôm nay các bạn theo dõi camera cho mình biết, không gắn camera thì thôi. Còn nếu các bạn thiết kế cái dạng mà trứng đẻ trứng gọi cái giá thôi rồi xong nó đẻ ra các bạn đi thu gom trứng thì các bạn có thể biết được trứng đó là ô chuồng nào. Và đương nhiên nếu nó ở xuất hiện ở ô chuồng nào, thường người ta sẽ nhốt từ 3 đến 5 con gà mái đẻ trong cùng một ô, thì các bạn sẽ loại thải những 5 con gà đó để hạn chế nguy cơ nó phát lên. Giống như mà đấy vậy đó các bạn, cái con virus universal nó có thể bài thải qua phân và nó dính trên chân cái quả trứng và từ đó nó mang cái mầm này vào trong cái buồng áp trứng và từ đó dẫn đến bệnh lây nhiễm. Nên chúng ta phải áp dụng cái biện pháp cẩn thận hơn. Dấu hiệu phân liên quan đến universal, cái dấu hiệu rõ ràng nhất là có mẫu khám và thấy tình trạng xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết cái dạ dày tuyến. Xuất huyết dạ dày tuyến được xem như là bệnh tích điển hình của những các sổ. Bệnh Kumuro bệnh Newcastle, cái tên của Newcastle và tên của bệnh Gumuro về cơ bản là được đặt theo cùng một nguyên lý. Newcastle là tên của một cái làng xuất phát cái bệnh này, cho nên là bệnh Newcastle. Gumuro cũng thế, cái tên của một cái làng xuất phát cái bệnh này, cho nên đặt tên là bệnh Gumuro. Thì khi nói về bệnh Gumuro, chúng ta cũng để ý cái điều là như thế này. Nó cũng lây chuyển bài thải và lây truyền các bạn qua không khí, vật vân, cho nên là vệ sinh tiêu độc chuồng trại cái chất thải xử lý khi mà xuất hiện nghĩa là hơi giống với xe cá sô thôi các bạn. Chúng ta phải thực hiện áp dụng an toàn sinh học y mà như vậy, nhưng mà nó dễ hơn nếu cá sô ở cái chỗ á là nếu như mà có tình trạng bệnh xảy ra, nếu có tình trạng bệnh dễ xảy ra thì các bạn dễ phát hiện ra cái con gà bệnh hơn so với lại cái Newcastle, vì nó có dấu hiệu sàn sạt lên. Nhưng cũng giống như Newcastle, nếu như mà nó mang cái mầm bệnh nó dạng mang trùng thì các bạn cũng rất khó. Bây giờ chúng ta xem vài cái thông tin liên quan đến Newcastle, Gumuro này là như thế nào. Cái dấu hiệu đặc trưng nhất của Gumuro đó là nó gà nó sẽ mổ vào cái lỗ mình. Đó là dấu hiệu lâm sàng để các bạn có thể nghi ngờ liên quan đến Gumuro. Bệnh này nếu như mà ở gà con á, gà mà nhỏ hơn 1 tháng tuổi đó thì tỷ lệ chết sẽ cao, gà lớn tỷ lệ chết sẽ thấp. Tại sao thì vậy? Gà lớn hay nhỏ hơn một tháng tuổi á, chết tỷ lệ chết cao là nó liên quan đến cái đây túi phòng resist. Ở gà con nhỏ hơn 1 tháng tuổi, gà nhỏ 1 tháng tuổi là túi phòng resist là cơ quan miễn dịch của con gia cầm. Khi mà con virus nếu nó tấn công vào trong cái túi phocrisis này thì nó sẽ làm cho con gà bị suy giảm miễn dịch. Và khi nó suy giảm miễn dịch thì không có miễn dịch nào bù vô hết. Và cuối cùng nó bị bội nhiễm, nó sẽ chết. Thế cho nên trong trường hợp mà chúng ta phát hiện ra gà mà nó bị bệnh do Gumuro, cái con gà này cái điều kiện hay yếu tố dẫn đến con gà này chết đó chính là do nó bội nhiễm nó chết, nên các bạn cần phải có cái biện áp dụng cái biện pháp để hỗ trợ ngăn ngừa bội nhiễm. Thì như vậy nó qua sẽ giảm được tỷ lệ chết. Nếu xuất hiện ở cái độ tuổi trẻ hơn thì cái tỷ lệ chết nó thấp hơn, là bởi vì ở độ tuổi lớn hơn 1 tháng tuổi thì các bạn thì cái hệ thống miễn dịch của cái con gia cầm từ cái cơ quan miễn dịch chính là túi phocrisis nó chuyển qua cái tuyến thymus, có nghĩa là trên da cầm lớn á cái tuyến thymus là cơ quan miễn dịch, ở da cầm nhỏ
cái túi phagocytosis tại cơ quan. Cái túi phagocytosis này nó sẽ teo đi, thậm chí nó cuối cùng nó chỉ còn bằng hạt gạo hoặc là hạt đậu xanh thôi ở cái giai đoạn mà sau một tháng rưỡi trở đi. Thế cho nên nếu như mà giờ cái con virus nó tấn công trước và sau một tháng tuổi thì cái bệnh lý của nó có thể diễn biến khác, chắc chắn tỷ lệ bệnh nhân bị chết nó sẽ thay đổi ra lớn, ít chết hơn sợ nha. Thế tại sao nó lại mổ vào từ mổ vào lỗ huyệt? Nó mổ khi chảy máu luôn các bạn. Thế khi bạn nhìn vô trong cái đàn gà, nếu các bạn thấy gà mà da cầm nó mổ lỗ huyệt của nó, mổ lỗ huyệt lẫn nhau và chảy máu thì các bạn có thể nghi ngờ liên quan đến. Vì tại sao nó lại mổ lỗ huyệt? Cái túi phần xuống nó ngứa, đúng rồi, nó ngứa. Tại sao nó ngứa cho túi nó nằm ở gần đây, túi phần xuống nó ngứa là bởi vì sao? Nó tấn công vào túi phagocytosis mà túi phagocytosis lại nằm gần cái lỗ huyệt. Thật ra nó không phải mổ cái lỗ huyệt mà nó mổ cái túi phagocytosis nơi nó bị viêm. Túi phagocytosis bị viêm, khi nó viêm nó gây đau, dây đau viêm ngứa, con gà phải tự nhiên nó mổ, nó mổ đến khi chảy máu. Nó giống như mình vậy đó các bạn, mà ngứa quá các bạn gãi gãi cho đến khi chảy máu các bạn cũng còn thấy chưa đã ngứa, càng gãi càng thấy đã ngứa, đến hồi gãi đã rồi thấy chảy máu nó hết hồn cũng chưa hết ngứa. Thì con gà nó cũng sẽ làm cái cách như vậy, sao mổ và cho đến khi chảy máu nó vẫn tiếp tục mổ. Và đương nhiên theo tập tính của vật nuôi của động vật bầy đàn, nó thấy con này mổ thì nó cũng sẽ mổ theo, nó thấy máu chảy thì sẽ mổ theo, khi mà đi trên heo và cho con. Nếu mà một con heo thì tránh một con heo khác chảy máu thì những con heo đó sẽ bị những con heo khác rơi vào bầy đàn. Nó lạ thời trên con. Thế cho nên nếu các bạn thấy có dấu hiệu mà nó mổ lỗ huyệt như thế, các bạn đừng nghi ngờ liên quan đến. Trước đây bệnh Gumuro nó xảy ra, nhưng mà chúng ta không biết bệnh Gumuro xảy ra ở Việt Nam của mình tầm khoảng 20 năm về trước. Có nghĩa là đó khoảng năm 2001 gì đó là bệnh nó xuất hiện. Nhưng mà mình không biết, mình không biết bệnh. Tại vì bệnh này từ nước ngoài đi vô. Bệnh từ nước ngoài đi vô người Việt Nam mình không có biết, có chưa kinh nghiệm nên không chẩn đoán ra. Lúc đó nghĩ bệnh là do gì? Con gà nó mổ lỗ huyệt, nghĩ rằng là nó mổ lông. Nó mổ lông mà khi nó mổ lông thì là do thiếu khoáng, đặc biệt là kẽm. Nhưng mà đến khi coi lại khẩu phần bổ sung thêm thì nó vẫn cải thiện được tình hình. Thì lịch sử có nghĩa là về cái giai đoạn đó thì có một chuyên gia người Pháp, họ mới nói cho chúng ta biết rằng à, cái bệnh đó là bệnh Gumuro. Sau khi mà được người ta hướng dẫn, người ta chỉ cho tôi biết rằng, biết chẩn đoán rằng nó là bệnh Gumuro. Chứ trước đó thì cải thiện cái khẩu phần, bổ sung tăng thêm tí chất khoáng không giải quyết được tình hình. Nên các bạn trong chăn nuôi các bạn nếu xuất hiện cái tình trạng đó, một là gì? Khi gà nó mổ lông là có khả năng thiếu khoáng. Nếu mà cái giai đoạn mà nó sinh trưởng, nó đang tăng trưởng, nó có là tăng trưởng mà mình cung cấp một cái khẩu phần không đủ khoáng thì nó sẽ dẫn đến một bệnh mổ lông. Nhưng nếu nó mổ ở cái khu mà cái bộ môn của nó mà nó mổ chảy máu cho luôn á, ở cái lứa tuổi là khoảng chừng 3-4 tuần đi, thì các bạn hãy kiểm tra lại xem coi mổ ra xem coi cái túi phagocytosis của nó thế nào. Nếu túi phagocytosis của nó không sưng to giống thế này, bình thường nếu như sau đó chỉ còn có cỡ chừng là đậu xanh thôi, nếu nó sưng to lên như này thì chúng ta sẽ phải coi chừng khả năng của nó là Gumuro. Các bạn mổ ra các bạn thấy nó xuất huyết hết. Còn nếu các bạn mổ, các bạn khám xét cái cơ đùi, các bạn sẽ thấy nó xuất huyết ở cơ đùi. Còn các bạn coi cái bùn dừa của nó, cái mề của nó, các bạn sẽ thấy xuất huyết vùng giữa, cái ranh giới giữa cái dạ dày tuyến và dạ dày cơ. Đó là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Gumuro, không có bệnh nào khác. Đó. Kiểm soát của nó cũng bằng vaccine. Vaccine giữ vệ cái an toàn vệ sinh. Có nghĩa là về cơ bản cái biện pháp mà an toàn sinh học á, cái biện pháp quản lý chăn nuôi á,
nó giống y hệt như các sốt. Không là nó cũng dùng vaccine giống như Newcastle, dĩ nhiên là hai loại vaccine khác nhau nha các bạn. Nó tiêm phòng trễ hơn. Nếu như Newcastle các bạn sẽ tiêm phòng ngay khi cái con gà nó được nở ra một ngày tuổi là các bạn đã tiêm rồi. Như các chú có lô thì muộn hơn từ khoảng một tuần cho đến hai tuần, vì nó chi phối nhiều bởi cái kháng thể nhập viện. Rồi các bạn có thắc mắc gì hơn liên quan đến chúng Newcastle Cumulo? Chúng ta đi qua chương cuối cùng của chương trình của chúng ta. Chương này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem coi là chúng ta sử dụng các chế phẩm vi sinh của chúng ta như thế nào, cái tác dụng của các loại chế phẩm vi sinh khác nhau và cách thức mà chúng ta sử dụng nó như thế nào để nó có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Cái mà sai sót của chúng ta cho đến giờ phổ biến các bạn khi nói về cái chế phẩm vi sinh là chúng ta sử dụng không đúng cách, và khi sử dụng không đúng cách thì bạn không đạt được như mong muốn. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Các chế phẩm vi sinh của chúng ta, tất cả những cái này chúng ta đã đề cập đến trong cái chương đầu tiên khi nói về cái môn học của chúng ta. Đây là những cái chế phẩm liên quan vi sinh vật, hay còn gọi là các chế phẩm có nguồn gốc vi sinh, có liên quan vi sinh sử dụng trong chăn nuôi. Chúng ta học rồi bài viết lý bài viết enzymatic của cơ amin nguyên vi phân phát sinh cơ. Vậy thì cụ thể nó là gì? Ví dụ khi chúng ta đến probiotic, khi nói probiotic nghĩa là chúng ta nói đến một chế phẩm có chứa cái gì trong đó? Vi sinh, có chứa vi sinh vật có lợi, còn sống hay đã chết? Còn sống. Nó là vi sinh vật có lợi còn sống, nghĩa là sao? Cái chế phẩm này chỉ phát huy tác dụng của nó khi con vi sinh vật còn sống. Một khi vi sinh vật đã chết, nó sẽ không có tác dụng nữa. Chế phẩm này nó sẽ rất có lợi ở cái chỗ là gì? Nó giống như là cái đội quân, chúng ta gọi là gì? Hỗ trợ khẩn cấp. Trong cái tình huống mà chúng ta cần có diện quân khẩn cấp, hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta bị rối loạn, mất cân bằng, chúng ta cần có ngay một cái lực lượng hỗ trợ vi sinh vật có lợi từ bên ngoài, thì probiotic là giải pháp hợp lý. Có ngay tức khắc bổ sung người là có người. Nhưng mà nó là con vi khuẩn từ bên ngoài chúng ta bổ sung vô. Probiotic là gì? Probiotic không phải là cái con vi sinh vật sống có lợi, mà probiotic là dinh dưỡng của con vi sinh vật sống có lợi. Khi chúng ta bổ sung cái prebiotic này vào trong thức ăn hoặc uống cho con vật, thì khi vào trong cái đường ruột của con vật, prebiotic này nó sẽ thúc đẩy hỗ trợ cho cái vi sinh vật sống có lợi sẵn có tại ruột sinh trưởng phát triển mạnh lên, nghĩa là nó tăng cường cái vi sinh vật có lợi nội sinh có sẵn trong đường ruột. Nó không là vi sinh vật có lợi, nó là dinh dưỡng để hỗ trợ cho sự gia tăng của vi sinh vật sống có lợi sẵn có tại đường ruột vi sinh vật nội. Nếu như probiotic là cái lực lượng viện trợ có liền ngay tức khắc, probiotic cần phải có thời, cần phải có thời gian để cái con vi sinh vật có lợi nội sinh đó nó sử dụng cái prebiotic này, cái dinh dưỡng này để nó sinh trưởng phát triển lên. Nghĩa là cái cách thức sử dụng các bạn không giống nhau. Nếu như probiotic các bạn có thể sử dụng can thiệp bất kỳ mọi lúc, nghĩa là khi cần là các bạn có thể được. Prebiotic thì lại không, các bạn phải tính toán sao cho đến cái thời điểm các bạn cần thì cái nhóm vi sinh vật nội sinh đó đã được chuẩn bị sẵn. Nghĩa là các bạn phải chuẩn bị trước khi cái tình huống xấu có thể xảy ra. Enzyme thì chúng ta biết rồi. Enzyme ở đây,
ý muốn nói là tất cả những cái hoạt chất sinh học có vai trò phân giải những cái chất phức tạp thành những chất đơn giản. Khi nó phân giải những chất phức tạp thành những chất đơn giản, nó sẽ giúp cho vật nuôi tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp. Cái enzyme mà chúng ta đề cập đến là do vi sinh vật tiết ra, cho nên cũng là chế phẩm vi. Một cái sản phẩm khác của vi sinh vật mà chúng ta sử dụng trong chăn nuôi của chúng ta đó là axit hữu cơ. Axit hữu cơ, vai trò của nó là gì? Axit hữu cơ nó là axit, cho nên vai trò của nó khi các bạn đưa vào trong thức ăn, nước uống để bổ sung và cho vật nuôi thì nó sẽ giúp cho ổn định cái pH của đường ruột. Việc ổn định cái pH của đường ruột trong cái mức kiểm soát giúp chúng ta kiểm soát được vi sinh vật có hại, có nghĩa giúp chúng ta giữ cân bằng được thể vi sinh vật đường ruột theo hướng có lợi. Đó là giá trị sử dụng của axit hữu cơ. Thế còn axit amin chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp nào, giá trị của nó là gì? Acetamin không là enzyme để tiêu hóa thức ăn. Acetamin không phải là axit hữu cơ để cân bằng vi sinh vật đường ruột, cũng phải là vi sinh vật có lợi. Acetamin chỉ đơn giản đó là chất dinh dưỡng. Nhưng chất dinh dưỡng này thì thế nào? Rất dễ hấp thu và tiêu. Như vậy việc sử dụng cái acetamin này từ vi sinh vật là nhằm để tăng khả năng hấp thu và tiêu hóa đầu tiên ở vật nuôi, để hỗ trợ cho vật nuôi phát triển tốt nhất có thể. Và đương nhiên chúng ta biết trong khẩu phần dinh dưỡng đối với các loài vật nuôi, các bạn thấy cái nhu cầu về acetamin, từng cái loại acetamin cụ thể của cái loài vật nuôi cụ thể theo cái nhóm vật nuôi cụ thể là giống với khác nhau, khác nhau. Và do vậy chúng ta không thể sử dụng cái nguồn nguyên liệu được. Cái nguồn nguyên liệu khi nó chứa thành phần á, thì thường không cân đối về các loại acetamin. Để cân đối được các loại acetamin mà dùng bằng cái nguyên liệu thô là cực kỳ khó. Cực kỳ khó mà phối hợp một cái tỷ lệ như thế nào để đảm bảo rằng tất cả các acetamin đều đáp ứng nhu cầu con vật. Đó là chuyện không dễ. Để đơn giản hơn trong trường hợp này là sao? Một công thức phối trộn bình thường kết hợp với lại các acid A, amin tùy theo nhu cầu của vật nuôi. Nếu cái loại vật nuôi nào cần cái nhu cầu acid amin nào cao hơn so với bình thường thì chúng ta chỉ cần bổ sung thêm cái acid amin đó vào trong khẩu. Nên đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời, giúp cân bằng được cái nhu cầu về acid amin cho vật nuôi theo các giai đoạn tuổi khác nhau và sinh lý. Nguyên liệu chữ phân, nguyên liệu chữ phân, khi chúng ta nói nguyên liệu chữ phân để chúng ta phân biệt với lại nguyên liệu thô. Vậy nguyên liệu thô và nguyên liệu chữ phân khác nhau như thế nào? Đây là nó được phân tích này. Chỉ là cái gì phân tích, cái gì chia ra? Dạ, đầu tiên thủy phân thì nó sẽ được nói chung một thủy phân xong rồi sẽ thành cái nhỏ nhỏ. Nguyên liệu thô, nguyên liệu thủy phân, nguyên liệu thủy phân khác nguyên liệu thô đơn giản cái chỗ là gì? Cái thành phần dinh dưỡng trong cái nguyên liệu đó các bạn, nó đã được phân giải một phần. Ví dụ đầu tiên nó có thể phân giải thành pectin, polypectin, peptide ví dụ, hoặc là hydrocarbon tinh bột, nó có thể phân giải thành amylopeptide, thành đường, đường đa giả sử. Có nghĩa là ở đây chúng ta thấy là gì? Nguyên liệu phức tạp nó đã được cắt đi, cắt ngắn đi, làm nhỏ đi, cắt nhỏ đi nhờ vào các hoạt động của enzyme, hoặc là nhờ vào cái hoạt động theo cơ chế lý học phá hủy các mối liên kết. Nghĩa là làm tăng cái khả năng gì của nguồn nguyên liệu? Tăng khả năng gì? Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ của nguồn. Tôi lấy ví dụ như gạo,
cho ăn đấu là thành cơm. Cái nào dễ tiêu hóa hơn? Cơm. Cơm. Một phần khi chúng ta nấu lên thì phần tinh bột trong gạo nó đã được tủy. Ở đây là tác động của dinh dưỡng. Dễ tiêu hóa. Thế bây giờ cơm đó thì chúng ta phơi khô đi. Chúng ta sẽ sử dụng nó làm nguồn nguyên liệu như là gạo. Vì gạo với lại cơm khô cái nào tiêu hóa dễ hơn? Cơm khô cũng là cơm khô. Mặc dù nó là dạng khô như là gạo, nhưng cơm khô là nguyên liệu đã tủy. Đó, chúng ta hình dung nôm na là như thế. Đậu nành cũng thế. Đậu nành sẽ có đậu nành bình thường và đậu nành tủy. Tủy phân. Lúa mì, bột cá, bột thịt sẽ có loại nguyên liệu bình thường và nguyên liệu tủy. Ví dụ như này, con cá với con cá tươi với con mắm, con nào được xem là giống như nguyên liệu tủy phân? Con mắm. Con cá bình thường, bột protein bình thường, người ta xay tươi, người ta phơi khô thì là nguyên liệu khô. Nhưng nếu người ta cho nó qua quá trình lên men để nó phân giải các protein đó đi thì người ta thành nguyên liệu tủy. Nguyên liệu tủy phân có cái độ hấp thu và tiêu hóa cao hơn rất là nhiều so với lại nguyên liệu thông thường. Và như vậy chúng ta nhìn thấy ứng dụng của nó. Nếu chúng ta nói là nguyên liệu tủy phân thì theo các bạn ứng dụng tốt nhất là cho thú lớn hay thú nhỏ? Nguyên liệu tủy phân theo các bạn ứng dụng tốt nhất của nó là cho thú lớn hay thú nhỏ? Thú nhỏ. Ứng dụng cho thú lớn được không? Được. Không ai cấm. Các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng được cho thú lớn. Chỉ có cái điều tại sao không ứng dụng cho thú lớn? Vì chi phí nó cao. Thú lớn không cần thiết phải hỗ trợ tiêu hóa vì thú lớn có hoàn toàn có đủ khả năng để tiêu hóa được nguồn nguyên liệu thôi. Các bạn dùng nguyên liệu tủy phân cũng được, không có gì cả, nhưng chi phí nó sẽ tăng. Nếu các bạn tính toán về cái bài toán hiệu quả, nếu nó đạt hiệu quả thì các bạn dùng, không đạt hiệu quả. Thú nhỏ các bạn dùng thì khả năng tiêu hóa của nó kém. Hỗ trợ khả năng tiêu hóa cho thú nhỏ là điều bắt buộc phải làm trong cái lĩnh vực chăn nuôi của chúng ta. Về hiệu quả, giá thành nó cao nhưng mà hiệu quả nó đem lại là tốt. Nguyên liệu tủy phân thì chúng ta nói đến cái chế phẩm vi sinh, người ta còn đề cập đến một cái loại nguyên liệu nữa đó là khoáng hữu cơ. Vậy hiểu như thế nào về khoáng hữu cơ? Khi nói về khoáng, ví dụ như kẽm, ví dụ như sắt, nó là chất vô cơ hữu cơ. Chất vô cơ. Khi nói khoáng đó là chất vô cơ, vậy tại sao đây gọi là chất khoáng mà lại hữu cơ? Có kẹt thêm một cái gốc. Khi nói là khoáng hữu cơ là bởi vì sao? Nó bản chất của nó là vô cơ, nhưng mà nó gắn với lại một chất, một cái gốc hữu cơ. Và nhờ gốc hữu cơ đó mà nó dễ được hấp thu vào bên trong tế bào, cho nên khả năng hấp thu và tiêu hóa của nó tăng dữ dội. Đó chính là khoáng. Người ta sản xuất khoáng hữu cơ này cũng dựa trên quá trình lên men của vi sinh. Nuôi cái vi sinh vật cùng với loại khoáng, con vi sinh vật nó sẽ sử dụng khoáng và biến đổi khoáng từ dạng vô cơ thành dạng hữu. Giá trị dinh dưỡng của nó, cái hấp thu của nó tăng lên gấp nhiều lần. Cho nên đó là sao? Nếu chúng ta ví dụ như chúng ta hình dung, nếu các bạn phải bổ sung 10 phần khoáng vô cơ thì các bạn chỉ cần bổ sung 1 phần khoáng hữu cơ là đủ để cung cấp cho cái nhu cầu về khoáng cho vật nuôi. Và đương nhiên nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn sẽ giảm thiểu được cái lượng khoáng vô cơ không tiêu hóa bài thải ra bên ngoài môi trường. Chúng ta tránh được cái ô nhiễm môi trường và làm việc trong chăn nuôi. Đó, khoáng hữu cơ là vậy. Tuy nhiên ở Việt Nam của mình, việc sử dụng khoáng hữu cơ cũng chưa nhiều, trên thế giới cũng thế, là bởi vì nó quá so với lại khoáng hữu cơ. Mà khoáng hữu cơ thì vẫn còn rất là nhiều. Nên ở đây nó cân đối dựa trên cái hiệu quả của kinh tế. Ở các nước châu Âu và châu Mỹ, họ bị cái áp lực là xử lý môi trường nó quá đắt, cho nên họ sẽ thiên hướng và sử dụng khoáng hữu cơ.
Còn những nơi như Việt Nam của mình, khi chúng ta chưa đặt nặng về cái việc ô nhiễm môi trường do khoáng, thì cái việc mà người ta sử dụng khoáng vô cơ còn phổ biến là chuyện bình thường. Đây, chúng ta nói qua về câu chuyện của các chế phẩm vi sinh. Và khi chúng ta linh hoạt cái chế phẩm vi sinh nó bao vòng quanh ba cái vòng tròn khác, nói về cơ chế của cái bệnh nào đó xảy ra, giúp chúng ta hiểu được rằng ngoài các biện pháp về an toàn sinh học để kiểm soát về căn bệnh tự chủ của môi trường, các chế phẩm vi sinh của chúng ta nó sẽ góp phần hỗ trợ cho chúng ta kiểm soát. Nghĩa là nếu như chúng ta trong chăn nuôi của chúng ta, trong cái mô hình hiện đại đó các bạn, nếu các bạn áp dụng tốt, các bạn thực hiện tốt quy trình an toàn sinh học, phương thức về quản lý chăn nuôi hiện đại kết hợp với lại các chế phẩm sinh học, các bạn sẽ không cần dùng đến kháng sinh, các bạn có thể cũng không cần dùng đến vaccine, các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng để đạt được đến cái tốc độ đó là đòi hỏi chúng ta phải đi qua rất nhiều bước khác nhau, phải giải quyết được cái bài toán rất là quan trọng, đó là bài toán về lợi nhuận. Tất cả biện pháp chúng ta đưa ra cho người chăn nuôi áp dụng, nếu không đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi thì không gọi là biện pháp. Vì người chăn nuôi họ có áp dụng đâu. Chúng ta thống nhất với nhau rồi, làm chăn nuôi chỉ là một cái dạng hoạt động kinh tế thôi, mà đã là kinh tế thì phải có lời, không lời thì người ta sẽ dừng. Một giải pháp nào đó bất kỳ dù có tốt đến đâu, nhưng nếu không đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi thì giải pháp đó sẽ không được chấp nhận. Vậy thôi. Tuy là mục tiêu của nó rất là rõ ràng và cái định hướng của nó rất là tốt, nhưng có thể áp dụng được hay không, mức độ nào là tùy thuộc vào sự phát triển của kinh tế xã hội chung thời đại. Nghĩa là các bạn tùy thuộc vào cái điều kiện thực tế của cái chủ trang trại, có nghĩa là tùy thuộc vào mô hình sản xuất mà việc các bạn áp dụng một quy trình nó là nên. Ví dụ như trong cái thời gian gần đây, mới đây thì chắc cũng khoảng tôi nghĩ là trong năm nay, khoảng đầu cuối của cái năm nay, là đã có Việt Nam mình đã có thể xuất khẩu thịt gà qua nước ngoài, đặc biệt là xuất khẩu ra thị trường Nhật được rồi. Sáng các bạn có nghe đài thì các bạn biết cái nơi đó là tụi tôi đã từng đến tham quan rồi các bạn. Nó là một cái công ty người ta xây dựng cái mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín và đảm bảo hoàn toàn là an toàn sinh học. Và nếu như họ làm được điều đó, đương nhiên là gia cầm của họ có nhiễm bệnh, không cần dùng đến kháng sinh, không có nhiễm bệnh, những cái bệnh nguy hiểm không cần, không có xài kháng sinh, cho nên là chuyện xuất khẩu là chuyện bình thường. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó với điều kiện là chúng ta phải đầu tư rất là lớn mới có thể làm. Nếu các bạn đưa các chế phẩm, các giải pháp sinh học này vào trong những cái trang trại như thế thì chắc chắn họ sẽ áp dụng, bởi vì cái sản phẩm họ làm ra không phải là để tiêu dùng nội địa mà để xuất khẩu, có nghĩa là sản phẩm được làm ra là bán với giá cao, bù lại với chi phí sản xuất. Cho nên là tùy, có nghĩa là các bạn sử dụng áp dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6 những cái sản phẩm, những cái giải pháp này cho chăn nuôi, thì các bạn cần xem mặt và bắt hình dung, coi có cái người chăn nuôi đó là họ là ai, họ có sẵn sàng tiếp nhận cái giải pháp của mình hay không. Còn nếu không thì các bạn đừng giới thiệu, đừng đưa vô theo cái kiểu mà tốt không. Thật ra người chăn nuôi không phải là không biết là tốt, nhưng mà đơn giản là vì mà mắc tiền, nó không đem lại cái lợi nhuận cho người ta, cho nên người ta không dùng. Các bạn đang quan sát một cái hình và các bạn nghĩ cho tôi biết các bạn nhận xét gì về cái hình này, thì nó nói được cái gì.
vi sinh. Nói về cái gì bạn? Hệ vi sinh trước và sau cơ sở. Đúng rồi. Hình này nói chúng ta về hệ vi sinh vật đường ruột trước và sau khi cai sữa. Vậy thì hệ vi sinh đường ruột trước và sau khi cai sữa này có gì đặc biệt? Cái nhóm lắc tồn. Nhóm lắc tồn sao? Khi mà uống sữa thì sau khi mà không uống sữa nữa thì nó lắc tồn nó kết luận. Nếu chúng ta nhìn lên cái hình này, chúng ta sẽ thấy có cái điểm rất khác biệt là đầu đây. Cái màu trắng và màu nâu này. Trước cây sữa màu xanh xanh và màu nâu này. Trước cây sữa màu xanh này rất là nhiều, rất là to. Màu nâu nhỏ hơn. Sau cây sữa màu xanh nó đã chỉ còn có 1% thôi. Trước cây sữa là 42%. Cái màu nâu này nó đã tăng lên 54% so với lại 34% trước đó. Cái nhóm màu xanh này là ai? Nhóm màu xanh này đó chính là nhóm vi khuẩn phân giải sữa. Trước cai sữa, nhóm màu xanh này, những con vi khuẩn lên men lactic chiếm một cái tỷ lệ rất lớn trong hệ vi sinh vật đường ruột của con vật trước cai sữa. Nhưng sau cai sữa nó chỉ còn một cái lượng rất nhỏ thôi, 1%, gần như là không đáng kể. Lý do tại sao? Hết uống sữa rồi. Là bởi vì trước cai sữa nguồn dinh dưỡng chính của nó là, nhưng sau cai sữa nguồn dinh dưỡng của nó không còn là sữa nữa. Hệ vi sinh vật đường ruột nó sẽ phải thay đổi theo để thích nghi với lại cái thành phần dinh dưỡng mới có trong đường ruột do con vật ăn ăn vào. Lúc này hệ vi sinh vật nó sẽ thay đổi. Vậy câu hỏi được đặt ra theo các bạn. Từ đây chuyển qua đây, nó sẽ là thay đổi ngay tức khắc hay là từ từ? Hôm qua, hôm nay hay là nhiều ngày sau? Nó sẽ thay đổi từ từ. Nó thay đổi từ từ để thích nghi từ từ. Vi sinh vật nó không thể nào mà ngay một sớm một chiều nó đã thay đổi cái sự phân bố tỷ lệ cũng được. Hiểu được nguyên lý đó, các bạn sẽ hiểu được gì? Cái quy trình quản lý dinh dưỡng của chúng ta phải như thế nào. Khi các bạn chuyển đổi cái con vật từ giai đoạn này sang giai đoạn kia, nghĩa là ví dụ trong trường hợp này, khi các bạn chuyển đổi thức ăn cho con vật từ trước và qua sau cai sữa, các bạn sẽ chuyển đổi từ từ hay các bạn chuyển đổi ngay lập tức? Nói từ từ. Từ từ hay ngay lập tức? Từ từ. Thức ăn của ngày hôm qua, ngày hôm nay vẫn còn phải tiếp tục sử dụng để kịp cho cái con vật nó thay đổi hệ vi sinh vật của nó. Ngày hôm qua đang uống sữa, ngày hôm nay các bạn đã đổi qua một cái loại thức ăn không còn là sữa nữa. Con heo nó hay là con bò, con bê nói chung là con vật nó không tiêu hóa kịp đâu, và rối loạn tiêu hóa sẽ xảy ra. Rối loạn tiêu hóa xảy ra thì bệnh lý sẽ xảy ra, các bệnh lý khác trên đường tiêu hóa cũng như trên đường hô hấp kéo. Đó là nguyên tắc cơ bản. Cái nguyên tắc cơ bản này nên nhớ nó đúng trong mọi trường hợp, nghĩa là sao? Không phải chỉ trước và sau cai sữa đâu. Mọi trường hợp có nghĩa là khi các bạn thay đổi bất kỳ, khi các bạn thay đổi bất kỳ và bất lúc thời điểm nào đi nữa, từ cái thức ăn này qua thức ăn kia hoặc từ một cái giai đoạn này qua giai đoạn kia, thì nhớ rằng hãy cho con vật có thời gian thích. Cái thời gian thích đi đó dài hay ngắn là tùy theo lứa tuổi của con vật. Lứa tuổi con vật càng lớn thì thời gian thích đi nó cần càng ít. Lứa tuổi con vật càng nhỏ, thời gian thích đi nó càng kéo dài. Các bạn dựa theo cái nguyên lý đó để các bạn vận dụng và điều chỉnh cho nó phù hợp. Các bạn cũng đang xem một cái hình minh họa khác.
liên quan đến cái hệ vi sinh vật đường ruột. Dựa theo cái hình này các bạn thấy gì? Hệ vi sinh vật đường ruột thay đổi theo cái gì? Hệ vi sinh vật đường ruột có phải duy nhất chỉ thay đổi theo thức ăn? Thay đổi theo vị trí của cơ quan trong cơ thể. À, vị trí, đúng rồi. Cái hệ vi sinh vật nó cũng thay đổi theo cái vị trí của các cơ quan. Ví dụ trên ruột thì nó cũng sẽ thay đổi. Các bạn thay đổi tùy theo cái từng phần của cái đoạn ruột. Chứ không phải là nó giống nhau hết. Thì đó là đúng rồi. Khi chúng ta nhìn lên cái hình này, có hai điều chúng ta cần phải hiểu cho nó chính xác, hiểu cho nó đúng và đủ. Nếu các bạn hiểu đúng và đủ, các bạn sẽ về bệnh viện tốt, các bạn có thể kiểm soát được các bệnh lý trên đường tiêu hóa ở vật nuôi, các bạn có thể giúp cho vật nuôi phát triển tốt được. Đó là gì? Cái hình này nói chúng ta ít nhất là hai điều. Điều thứ nhất, hệ vi sinh vật trong cơ thể của vật chủ sẽ thay đổi theo loại thức ăn. Loại thức ăn có nghĩa tùy theo con vật ăn là thức ăn gì mà hệ vi sinh vật của nó sẽ được hình thành. Từ này. Thứ hai, hệ vi sinh vật trong cơ thể của vật chủ sẽ thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển của con vật. Tại sao hệ vi sinh vật trong cơ thể của con vật là phát triển theo giai đoạn phát triển của con vật? Là bởi vì tùy theo giai đoạn phát triển của con vật mà cái sinh lý của vật nuôi nó sẽ thay đổi. Sinh lý vật nuôi thay đổi khiến cho hoạt động của các cơ quan cũng thay đổi, các kiến thiết cũng thay đổi, các enzyme trong cơ thể cũng thay đổi. Và tác động lên toàn bộ cơ thể của vật chủ. Điều đó có nghĩa là gì? Ở mỗi một cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của vật nuôi, các bạn, chúng ta sẽ, nếu như nói về dinh dưỡng hợp lý, chúng ta cần hiểu điều này để gì? Chế phẩm vi sinh của chúng ta về cơ bản là hỗ trợ cho khả năng tiêu hóa, tăng cường cái sức khỏe của đường ruột, qua đó nâng cao cái miễn dịch tự nhiên của vật chủ và sự phát triển của vật chủ, sự tăng trưởng. Thế cho nên mọi thứ mà chúng ta vừa đề cập đến đây là các bạn phải hiểu về sinh lý tiến hóa của vật nuôi. Tại sao chúng ta lại làm điều đó? Là bởi vì nó liên quan đến sinh lý tiến hóa của vật nuôi và sinh lý chung của vật nuôi. Ví dụ như thế này, một con vật phát triển từ nhỏ đến lớn, theo các bạn có sử dụng một loại thức ăn duy nhất cho con vật từ nhỏ đến lớn không? Đó là các bạn biết điều đó. Ở mỗi cái giai đoạn khác nhau của vật nuôi, chúng ta cần cung cấp một loại thức ăn khác. Vậy theo các bạn, cái loại thức ăn khác nhau này nó khác nhau về cái gì? Về giá trị dinh dưỡng. Tại sao lại khác nhau về giá trị dinh dưỡng? Mỗi cái giai đoạn thì mỗi nhu cầu khác nhau. Là bởi vì nhu cầu sinh lý của vật nuôi ở mỗi giai đoạn thì mỗi khác. Nếu các bạn không đáp ứng đúng cái nhu cầu sinh lý của vật nuôi theo từng giai đoạn khác nhau thì vật nuôi nó không thể nào phát triển tốt được. Mà vật nuôi nó không phát triển tốt được, nó sẽ dẫn đến các rối loạn và dẫn đến bệnh, rối loạn biến dưỡng. Tôi lấy ví dụ như thế này, tốt không phải là hiệu quả, sinh lý khác nhau. Chẳng hạn em bé hay là con vật cũng thế, mà chúng ta dùng em bé cho nó dễ hình dung. Em bé 1 đến 3 tháng tuổi, theo các bạn, chỉ cần bú sữa mẹ không, có đủ phát triển tốt không? Đúng.
dương sức ạ. 1 đến 3 tháng tuổi chỉ cần bú sữa mẹ, nếu như sữa mẹ đủ, khỏi cần cái thức ăn dinh dưỡng nào khác là vẫn phát triển tốt, tất cả mọi thứ đều tốt. Nhưng chúng ta đây nè, bây giờ chúng ta, nếu bây giờ các bạn nói ồ vậy sữa mẹ tốt dữ vậy, bây giờ mình chỉ uống sữa mẹ không, có nghĩa là một ngày không ăn bất kỳ cái gì hết, chỉ có uống sữa không thôi, theo các bạn cơ thể chúng ta có bệnh không? Bệnh là cái gì? Sữa đúng là tốt, nhưng nó chỉ đủ cái dinh dưỡng phù hợp ở cái giai đoạn lứa tuổi đó thôi. Khi chúng ta lớn dần lên, cơ thể chúng ta bắt đầu điện hóa rất nhiều thứ, cái chức năng sinh lý của chúng ta cũng thay đổi, nhu cầu về mặt sinh lý của chúng ta, các chất biến dưỡng của chúng ta nó cũng thay đổi tùy theo hệ cơ quan, tùy theo cái giai đoạn phát triển của cơ thể của chúng ta. Và do cái nhu cầu sinh lý của chúng ta nó thay đổi theo các cơ quan phát triển theo từng cái giai đoạn, cho nên là dinh dưỡng trong đó nó cũng phải, dinh dưỡng cũng cung cấp cho chúng ta cũng phải thay đổi theo. Nếu chúng ta không làm được cái điều đó thì không thể, cơ thể không thể nào mà phát triển tốt. Đó là lý do mà tại sao mỗi cái giai đoạn phát triển chúng ta cần phải có một khẩu phần khác. Giai đoạn sinh lý, khẩu phần khác nhau, và khẩu phần khác nhau đó phù hợp với lại hệ vi sinh vật có trong cơ thể chúng ta. Các chế phẩm vi sinh của chúng ta được tạo ra là nhằm mục đích hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa, hỗ trợ cho cái việc là gì, làm thế nào có cái dinh dưỡng hợp lý. Vi sinh vật có trong các đàn ruột này tôi đi qua, có nghĩa chúng ta nói về cái dinh dưỡng hợp lý. Vì dinh dưỡng hợp lý là như thế nào? Các chế phẩm vi sinh của chúng ta được tạo ra là để đảm bảo cho cái dinh dưỡng hợp lý này. Nếu chúng ta đảm bảo được cái dinh dưỡng hợp lý này thì vật nuôi sẽ phát triển ra. Và dinh dưỡng hợp lý theo các bạn là gì? Dinh dưỡng hợp lý là trên bảy, dạ cho ăn đúng giờ. Dinh dưỡng hợp lý cho ăn đúng giờ phát triển lúc trước. Tại sao không? Dinh dưỡng hợp lý là cho ăn đúng giờ, có phải vậy không? Theo các bạn, chính mình thôi, các bạn có thể là lúc nào cũng ăn với một cái lượng ăn như nhau không? Rõ ràng là các bạn theo bữa. Tại sao phụ nữ đang ăn vặt mà nam giới lại ăn vặt? Ủa dạ, thì thông thường là vậy. Hay là giờ ngược lại, giờ bây giờ nam giới vặt nhiều hơn? À, là dễ nam giới ăn vặt nhiều hơn. À, bạn là cảm giác bạn vặt nhiều hơn hả? Buồn là anh, đúng không? Trong cái câu hỏi mà chúng ta nói đây là thường xuyên á, trong phổ biến á, người ta cứ nói là phụ nữ ăn giặt nhiều hơn người đàn ông, đa phần là thế. Nhưng mà thật ra ăn vặt hay không ăn vặt, ăn nhiều hay ăn ít, cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy là gì, cái việc mà ăn đó á, không phải tự nhiên mà ăn. Muốn ăn á là phải thích và thèm, đúng không? Chứ giờ bữa ăn mà lại đưa món ăn khác là không ăn, đúng không? Bây giờ thích ăn cái này mà kêu đưa món khác không nha, mặc dù là tới giờ đó là thường nghe, nhưng mà tự nhiên giờ dù thích ăn bánh tráng trộn, bây giờ đưa cái món khác là không ăn. Vậy tại sao vậy? Cái gì nó quyết định đến câu chuyện ăn và uống? Đó là nhu cầu sinh lý. Một cái nhu cầu sinh lý, cái đặc điểm về sinh lý của từng cá thể. Các bạn không thể ăn nhiều một lúc được mà các bạn theo bữa. Bởi vì sau mỗi bữa ăn các bạn đã đủ chất dinh dưỡng rồi, cơ thể của bạn nó sẽ không thèm cái gì khác. Có nghĩa là không có thêm cái nhu cầu đòi hỏi để khiến các bạn phải ăn. Thế là các bạn không ăn. Khi cơ thể của bạn đó
tự nhiên nó sẽ kích hoạt các bạn một cái phản ứng muốn ăn và bạn phải tìm cái gì đó. Khi các bạn muốn ăn cái gì đó, một phần là do thói quen, thì bạn ăn bạc phần do thói quen, phần nữa là vì cơ thể của bạn nó bắt đầu cảm giác đói rồi, nó đói nó thiếu cái gì nó trong cơ thể thiếu của bạn ăn thôi. Con vật cũng thế, các bạn không thể cho nó ăn vào mọi lúc được, các bạn nhiều cho nó ăn theo cái chế độ người ta gọi là chế độ cho ăn tự do, có nghĩa là trong máng lúc nào cũng có cái đó. Nhưng nếu các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là phải lúc nào con heo và con bò và con bê con gà nó cũng ăn cá đó. Nó ăn hơi nó đi ngủ, nó đi nghỉ, thậm chí nó đi dạo, đã đời hơi nó mà nó đói nó phải ăn. Ăn nhiều hay ăn ít là do nó thôi, đó là nhu cầu sinh tồn. Nên khi chúng ta nói dinh dưỡng hợp lý nghĩa là gì? Ăn đúng bữa hay đúng giờ, nó có cái đúng giờ ở đây là nằm ở cái chỗ là gì? Có nghĩa là giờ đây là giờ không phải là giờ cơ học mà chúng ta thiết lập ra, mà nó là giờ sinh lý của con vật. Nếu các bạn thuận theo sinh lý của nó thì nó phát triển tốt, không thuận theo sinh lý nó không phát triển. Cái sinh lý của con vật, ví dụ khi thời tiết nóng, con vật thích ăn hay là không thích ăn? Giống như mình vậy đó, khi thời tiết nóng cái khả năng ăn cũng thèm ăn của chúng ta giảm xuống, con vật cũng thèm ăn nó cũng giảm. Lúc này các bạn cần phải hiểu được tại sao nó không thích ăn, đó là do phản ứng sinh lý của cơ thể, nó ức chế cái tính thèm ăn của nó do nhiệt độ quá cao và stress nhiều. Các bạn cần phải khắc phục cái điều đó đi thì như vậy nó sẽ trở lại. Dinh dưỡng hợp lý là dinh dưỡng theo nhu cầu sinh lý của vật. Nghĩa là sao? Ví dụ vật nuôi giới tính đực và giới tính cái theo các bạn nhu cầu về dinh dưỡng của nó là giống hay là khác? Cho nên trong chăn nuôi của chúng ta đó có đưa ra cái quy định khuyến cáo, nếu các bạn có thể làm được tách đực cái nuôi đi, nếu các bạn nuôi thịt tách đực cái để cung cấp khẩu phần phù hợp cho cái đặc điểm sinh lý của mình. Nó quan trọng ở cái chỗ chính cái chỗ này nữa. Nếu chúng ta nói ví dụ như thế này, giữa cái nhóm thú đực và nhóm thú cái đó, ví dụ như thế, khi các bạn nuôi các bạn nên nhớ nhóm thú cái nó sẽ phát triển, nó sẽ đến cái giai đoạn phát triển cái cơ quan sinh sản, tuyến sinh sản, cần phải có cái dinh dưỡng phù hợp với lại cái chức năng này của nó. Nếu các bạn chế độ dinh dưỡng không phù hợp với chức năng này của nó thì nó không thể nào phát huy được, nó hình thành đến cái cơ quan sinh sản phù hợp để khi nó sinh sản nó có năng suất cao. Tương tự như vậy đối với lại cái giống này cũng cần phải có cái dinh dưỡng phù hợp với lại cái chức năng sinh lý, là cái chức năng sinh sản, không thể có hai cái khẩu phần giống nhau được đâu, nó sẽ khác nhau. Đó là gì? Dinh dưỡng hợp. Dinh dưỡng hợp lý còn gì nữa? Theo các bạn, dinh dưỡng hợp lý, cái con vật bị bệnh và con vật khỏe, theo các bạn, nhu cầu sinh lý của nó khỏe cũng giống nhau. Con nào nó sẽ có cái nhu cầu sinh lý hay là tiêu hóa tốt hơn? Vậy phải không? Nhưng mà trong chăn nuôi của chúng ta hàng ngàn con, hàng trăm con, các bạn cho ăn cùng một loại thức ăn hay các bạn sẽ khác loại thức ăn, con bệnh và con khỏe? Cùng loại, ăn cùng loại. Trong chăn nuôi chúng ta là không thể nào tách ra được là con vật khỏe, con vật. Nó khó cho chúng ta ở câu chuyện đó. Do vậy chúng ta phải hiểu được đàn vật nuôi của bạn đang trong trạng thái gì. Nếu như đang trong trạng thái mà tạm gọi là gì, tiêu hóa không ổn, thì các bạn cần phải hỗ trợ. Thức ăn các bạn không thay đổi được, các bạn cần phải hỗ trợ các chế phẩm vi sinh sẽ là cái tốt. Các bạn thấy rất rõ thôi, ví dụ như giờ các bạn phát hiện ra cái con vật bị bệnh, để giúp cho con vật này mau hồi phục, các bạn làm gì? Muốn giúp cho con vật này mau hồi phục, các bạn phải tách nó ra, chăm sóc riêng.
mặc dù nó cùng lứa tuổi với những con khác nhưng nó đang ngoại, nó cần được chăm sóc khác biệt. Đó là chúng ta đang nói về dinh dưỡng mà. Khi chúng ta mệt, các bạn ăn cháo. Khi các bạn khỏe, các bạn ăn cơm. Đó là tiêu sinh lý, tiêu hóa của các bạn. Con vật cũng y như vậy, chỉ có cái là không có may mắn. Nuôi từng cái để giống như người. Mà nó nuôi cả bời. Và do nó nuôi cả bời cho nên chúng ta cần hiểu được cái khái niệm dinh dưỡng hợp lý. Vào lúc thời tiết thay đổi, nó có thể ảnh hưởng đến cái khả năng tiêu hóa. Làm gì trong trường hợp này? Vào lúc mà giao mùa chuyển bầy, chuyển đàn, vân vân, tách bầy, ghép bầy, vân vân, sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, nhu cầu sinh lý của nó, cần phải hỗ trợ. Thì dinh dưỡng hợp lý là như vậy. Theo từng giai đoạn tuổi sẽ có cái khẩu phần khác nhau, từng nhóm thú sẽ có khẩu phần khác nhau, các bạn cần phải can thiệp và hỗ trợ khác nhau. Chứ không phải là thức ăn tốt là nhiều là hợp lý, phù hợp với nhu cầu sinh lý. Nếu các bạn làm tốt được điều đó thì các bạn sẽ đạt được những cái mục tiêu tiêu hóa tốt, đề kháng tốt và năng suất tốt. Nó sẽ dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Thế vi sinh vật của chúng ta làm được gì trong câu chuyện về thức ăn? Vi sinh vật của chúng ta có thể hỗ trợ cho cái việc mà tiêu hóa đạm không các bạn? Các enzyme của vi sinh vật, enzyme phân giải đầu tiên, vi sinh vật có hỗ trợ tiêu hóa một đường không? Chất béo, chất xơ có không? Có, xơ có. Thế vi sinh vật của chúng ta có hỗ trợ gì liên quan vitamin và khoáng không? Có không? Có. Có. Vitamin thì có, nhưng khoáng có không? Có. Lẽ cái khoáng được cơ. Vi sinh vật của chúng ta nó trong quá trình sinh trưởng phát triển của mình, nó sẽ sinh ra vitamin, nó sẽ tổng hợp lên vitamin. Các bạn có biết cái loại vật nuôi nào mà không cần bổ sung vitamin nhóm B? Bò. Tại sao vậy? Sẽ sinh B12. Nhờ vậy. Hệ vi sinh vật. Nhờ vào hệ vi sinh vật giả cỏ. Hệ vi sinh vật giả cỏ sinh trưởng phát triển tổng hợp vitamin nhóm B. Các bạn không cần phải bổ sung. Đó là nhà vi sinh vật. Một số những cái vi sinh vật khác nữa, vi sinh vật nó cũng đóng hợp lên. Khoáng hiện tại chúng ta nó là khoáng hữu cơ rồi. Như vậy về cơ bản là vi sinh vật của chúng ta, các bạn can thiệp vô tất cả các khía cạnh của dinh. Vài cái minh họa chúng ta về cái khoáng hữu cơ, vi sinh vật nó khi người ta nuôi chung cái con vi sinh vật với lại khoáng, con vi sinh vật sẽ sử dụng cái chất khoáng này và sau đó người ta thu nhận chất khoáng để người ta có được khoáng hữu cơ. Chỉ cái là nó tắt tiền cho nên là hiện tại họ có được sử dụng những điều kiện có được như thế. Các chế phẩm vi sinh, các chế phẩm vi sinh thì các bạn thấy đây là như đã chúng ta chia sẻ rồi cho nên tôi không nhắc nữa, mà chúng ta sẽ đi phân tích từng cái loại chế phẩm vi sinh được ứng dụng trong thực tiễn là như thế này. Thế giờ câu hỏi được đặt ra, tính thực tiễn của bạn trong chăn nuôi. Câu hỏi được đặt ra là như thế này. Theo các bạn, chế phẩm vi sinh có phải là tốt cho tất cả các loài vật nuôi? Hay là chỉ tốt cho vật nuôi này, không tốt cho vật nuôi khác?
nó tốt cho đối tượng này, không tốt cho đối tượng khác. Chế phẩm vi sinh tốt cho tất cả các đối tượng hay chỉ tốt cho đối tượng này mà không tốt cho đối tượng khác? Câu trả lời của bạn đó là này không cách tốt. Tốt. À, tốt cho đối tượng này mà không tốt cho đối tượng khác, đúng không? Đúng không? Thật ra khi chúng ta nói về cái chế phẩm vi sinh, ví dụ như enzyme, enzyme là giúp phân giải các chất cạn, ví dụ protein thành acetamin. Vậy theo các bạn, nó tốt cho tất cả các đối tượng hay chỉ tốt cho cái đối tượng cần phân giải? Tốt cho tất cả. Tốt cho tất cả, đúng không? Probiotic là vi sinh vật. Vậy thì vi sinh vật có lợi cần cho tất cả hay chỉ cần cho cái loại vật này, không cần cho loại vật kia? Acetamin. Acetamin là gì? Acetamin là một loại chất dinh dưỡng hấp thụ tốt, cần hay là tốt cho tất cả không chỉ cho một số đối tượng? Nghĩa là chúng ta sẽ phải thống nhất với nhau điều đầu tiên hết. Các chế phẩm vi sinh là tốt cho tất cả các đối tượng hay chỉ tốt cho một số nhóm đối tượng? Câu trả lời của chúng ta sẽ là tốt cho tất cả các đối tượng. Thế câu hỏi được đặt ra là vậy thì liệu chúng ta có nên dùng cái chế phẩm rồi và cái chế phẩm mà vi sinh của chúng ta cho tất cả các loại đối tượng không? Câu trả lời là sao? À, có nghĩa là bạn còn vẫn còn nhớ rất là kỹ. Tôi đã nói rằng nếu chúng ta sử dụng quá nhiều, nếu chúng ta lạm dụng cái chế phẩm mọc đồ quá, cái vi sinh vật có lợi đó, thì nó sẽ quay trở lại là nên là như thế. Nhưng đó là khi nó sử dụng quá nhiều hay là lạm dụng, chứ đâu phải là bạn tốt hay không tốt đâu. Vì liệu là có phải là do vì chúng ta nói là cái chế phẩm vi sinh của chúng ta là tốt cho tất cả các đối tượng, vậy thì chúng ta có nên dùng cho tất cả các đối tượng hay không? Không nên dùng rồi. Tại sao lại không dùng cho tất cả các đối tượng trong khi nó tốt cho tất cả các đối tượng? Không nên dùng rồi. Bởi vì như đã thống nhất với nhau rồi, tất cả các giải pháp của các bạn mà đem đến cho người chăn nuôi không phải nó là tốt hay nó là xấu, mà cái giải pháp của bạn đem đến cho người chăn nuôi nó có đem đến lợi nhuận cho họ hay không, nghĩa là nó có mang tính hiệu quả hay không. Các chế phẩm vi sinh là tốt, tốt cho tất cả mọi đối tượng, nhưng việc sử dụng nó như thế nào là phụ thuộc vào tính hiệu quả để đem lại cái lợi nhuận cho người chăn nuôi. Mà để sử dụng nó hiệu quả thì các bạn cần phải hiểu rằng đối tượng nào là đối tượng thích hợp nhất để các bạn sử dụng hiệu quả. Không phải sử dụng cho tất cả, không có nghĩa là nó tốt cho tất cả, mà những đối tượng khác sử dụng vô nó không có hiệu quả về mặt chung. Đấy. Cái thứ hai là gì? Đối tượng sử dụng cái chế phẩm vi sinh là một chuyện, cái chế phẩm vi sinh nào được sử dụng cho nhóm đối tượng nào là do câu chuyện thứ. Có nghĩa là điều đầu tiên hết, để đưa ra một khuyến cáo sử dụng các chế phẩm vi sinh hay là một chiến lược, một định hướng, một kế hoạch để sử dụng chế phẩm vi sinh, các bạn cần phải xác định nhóm đối tượng nào là đối tượng các bạn nên dùng cái chế phẩm vi sinh. Sau khi đã xác định được cái nhóm đối tượng nào nên dùng cái chế phẩm vi sinh rồi, các bạn phải xác định tiếp theo nhóm đối tượng này nên sử dụng chế phẩm vi sinh nào thì nó sẽ có hiệu quả. Tùy theo cái nhóm đối tượng mà chế phẩm vi sinh sẽ được lựa chọn sử dụng khác. Ví dụ như đây chúng ta nói về để chúng ta có ba cái nhóm thuốc
để chúng ta xem là đối tượng ưu tiên trong sử dụng chế phẩm tin. Chúng ta có bài cái nhóm thú đầu tiên là nhóm thú non, nhóm thứ hai là nhóm con thú có nguồn nước kém, và nhóm thứ ba là nhóm thú non thì giai đoạn. Vậy thì tại sao nhóm thú non lại là nhóm ưu tiên để sử dụng chế phẩm vi sinh? Nhóm thú miễn dịch kém cũng như nhóm thú nuôi dưỡng giai đoạn cũng là cái nhóm ưu tiên trong sử dụng chế phẩm vi sinh. Nhóm thú non thì tại sao? Hệ vi sinh nó không có gì, nó chưa có phát triển. Nhóm thú non có hai cái điều kiện bất lợi liên quan đến khả năng tiêu hóa sinh dục phát triển của nó. Và chính hai cái yếu tố này, cái nguy cơ dẫn đến là sao chúng ta cần phải hỗ trợ. Thứ nhất đó là gì? Sức đề kháng của nó, miễn dịch của nó đen. Sức đề kháng của nó thường là không ổn định, miễn dịch nó kém, sức đề kháng tự nhiên. Thứ hai là hệ tiêu hóa của nó không ổn định. Hệ tiêu hóa của nó không nên hoạt động kém mà nằm ở chỗ. Đó là gì? Hệ vi sinh vật đường ruột của nó rất dễ bị đuối. Hệ vi sinh vật của nó chưa ổn định. Tại sao hệ vi sinh vật nó chưa ổn định? Bởi vì khả năng cảm nhiễm cái sức đề kháng miễn dịch của nó đó các bạn, nó rất nhạy cảm với là các yếu tố bên ngoài môi trường. Và khi nó nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài môi trường, nó sẽ gây rối loạn về chức năng sinh lý. Nó sẽ làm sinh lý, trong đó có chức năng sinh lý đường ruột, và khiến cho hệ vi sinh vật của nó không ổn định. Nó liên quan đến một yếu tố khác nữa, đó là khả năng tiết enzyme tiêu hóa. Khả năng tiết enzyme tiêu hóa của con thú non nó cũng không có được ổn định, khiến cho pH đường ruột của cái con thú non á ở mức thấp hơn hay cao hơn so với thú lớn. pH đường ruột của thú non cao hơn hay thấp hơn so với thú lớn? Cao hơn. Cao hơn. Chính cái pH đường ruột của cái đường ruột của con thú non nó cao hơn so với thú lớn các bạn, cho nên là gì, nó rất dễ nó rất dễ chuyển qua cái ngưỡng phù hợp cho vi sinh vật gây bệnh phát triển có hại phát. Đó là cái bất lợi, cái nguy cơ nằm ở trên thú. Do vậy chúng ta cần phải hỗ trợ cho con thú non để giữ cân bằng tối đa có thể cái hệ vi sinh vật. Vậy làm thế nào để chúng ta giữ tối đa sự cân bằng hệ vi sinh vật tuyệt vời này ở con thú non? Nó thay đổi thường xuyên và rất dễ bị thay đổi. Các bạn sẽ sử dụng chế phẩm nào để xem đầu tiên? Acid hữu cơ. Sử dụng gì? Acid hữu cơ. Ai lựa chọn khác? Sử dụng enzyme. Người acid hữu cơ, người enzyme. Có ai có sử dụng khác không? Thì đổi gì vậy? Thú non chọn loại chế phẩm acetamine tốt nhất. Có ai sử dụng khác không? Probiotic. Chúng ta đang có 4 cái đề xuất: probiotic, acetamine, enzyme với lại acid hữu cơ. Có ai có đề xuất khác không? Tất cả 4 đề xuất này của các bạn về cơ bản là đúng. Nhưng tại sao lại chọn bổ sung acetamine? Dễ hấp thu, dễ tiêu hóa. Acetamine là nằm trong cái gì của bạn? Nằm trong cái chiến lược xây dựng khẩu phần tiêu hóa cho chúng ta. Chúng ta không dùng nhiều cái nguyên liệu thô, không dùng nhiều cái protein thô, mà ưu tiên là nguyên liệu thủy phân và acetamine. Để làm gì? Để cho con vật tiêu hóa dễ hơn, bù đắp lại cái khả năng tiêu hóa kém của nó ở giai đoạn sơ sinh, giai đoạn thú non. Cái đó là bắt buộc, ai cũng làm được điều này. Nhưng chúng ta vẫn có thể dùng enzyme, đúng không? Enzyme để hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa đó của nó. Chúng ta vẫn có thể sử dụng được enzyme để tiêu hóa.
enzyme sử dụng tiêu hóa trong trường hợp nào? Ở đây là một cái bài toán giữa câu chuyện mà đây chúng ta đang nói trong điều kiện bình thường. Nếu các bạn sử dụng một khẩu phần dinh dưỡng bằng nguyên liệu thủy phân và với acid amin thì việc bổ sung enzyme là có cần thiết không? Lúc này là không cần thiết nữa. Cho nên các bạn sẽ phải xem xét có nên hay không nên bổ sung cái enzyme. Điều đó không có nghĩa là bổ sung enzyme là không có lợi, nhưng hiệu quả của nó có bù đắp lại cái chi phí hay không, đó là điều mà chúng ta cần phải tính. Nhưng nếu điều này xảy ra, nghĩa là nếu rối loạn tiêu hóa xảy ra thì enzyme lúc này là cần hay không cần? Là cần. Các bạn nghĩa là tùy theo tình huống phát sinh mà các bạn sẽ quyết định sử dụng cái gì. Chúng ta đang nói trong điều kiện bình thường. Trong điều kiện bình thường, để ngăn ngừa một cái rối loạn tiêu hóa xảy ra, cái bệnh lý tiêu hóa xảy ra trên thú non, các bạn nên dùng cái gì cho nó hợp lý? Acid amin, nguyên liệu thủy phân là có sẵn trong khẩu phần. Enzyme sẽ không cần thiết nếu như mà cái đó đã được định. Có nghĩa là cái khẩu phần dinh dưỡng của nó đã được xác lập là nguyên liệu thủy phân và acid amin. Probiotic acid hữu cơ. Acid hữu cơ rất là tốt vì pH cao. Acid hữu cơ giúp ổn định cái hệ vi sinh vật đường ruột và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn thấp. Nếu chúng ta giữ luôn luôn giữ ổn định cái pH đường ruột ở cái mức kiểm soát được, đó là cách chúng ta có thể hạn chế được bệnh xảy. Cho nên acid hữu cơ một phần giúp giảm đi cái độ pH trong đường ruột, ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi sinh vật có hại. Đồng thời với lại là gì? Tăng cường cái khả năng, cái gọi là tăng cường cái hoạt tính của cái enzyme phân giải protein. Vì enzyme phân giải protein trong cái chuyển tiết đó, các bạn, cái enzyme ở trong dạ dày nó sẽ tiêu hóa tốt khi pH thấp. Cho nên bổ sung acid hữu cơ là một giải pháp theo tư nghĩ là phù hợp. Probiotic được không? Probiotic được không? Probiotic là cung cấp vi sinh vật có lợi từ bên ngoài vô. Nó là lực lượng mà mình gọi là bổ sung trong mọi tình huống khẩn cấp. Câu chuyện đặt ra theo các bạn. Con thú non của chúng ta có luôn đặt trong tình trạng báo động không? Có luôn phải đối phó với các yếu tố nguy cơ không? Có. Con thú non vì kiểm soát các yếu tố nguy cơ bên ngoài, chỉ cần một sai sót nào đó của chúng ta là lập tức tác động lên con thú non ngay lập tức. Và một khi tác động lên trên con thú non thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật đường ruột, rối loạn tiêu hóa sẽ xảy ra. Và nó cần một sự hỗ trợ thường xuyên của một cái lực lượng có sẵn. Cho nên probiotic là một cái giải pháp phù hợp trong giai đoạn này để chúng ta. Cái giải pháp đó phù hợp bởi vì sao? Bởi vì yếu tố nguy cơ luôn luôn hiện diện, mà con thú non của chúng ta là rất mẫn cảm với lại yếu tố nguy cơ đó. Còn với lại phù hợp là bởi vì sao? Thú non ăn ít, cho nên chi phí mà chúng ta bổ sung vô sẽ thấp. Trong khi cái giá trị của con thú non thì cao thấp. Giá trị của con thú non so với lại tổng thể là cao. Các bạn mua một cái con giống về á, các bạn thấy tiền các bạn mua một con giống, nó chiếm hết 1/3 so với là tổng cái số tiền cuối cùng các bạn bỏ ra. Trên cái đầu tư cho cái con thú giai đoạn nhỏ đó các bạn tốn rất nhiều tiền cho nó, bởi vì cái hiệu quả của nền kinh tế của bạn con cái đồng tiền nhỏ rất là cao. Prebiotic dùng được không? Dùng được, nhưng prebiotic thì tác động chậm. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta không biết được là nó có tác động hay không tác động.
Có nghĩa chúng ta không chắc rằng là cái con vi sinh vật mà có lợi mà nội sinh á, nó có phát triển tốt hay không. Còn cái robotic thì lúc nào nó cũng bọt như vậy. Đó là cách chúng ta hiểu khi sử dụng một chế phẩm nào đó cho mình. Còn đương nhiên khi có cái vấn đề phát sinh xảy ra, ví dụ như rối loạn tiêu hóa xảy ra, chúng ta làm gì đây khi can thiệp trong tình huống mà rối loạn tiêu hóa xảy ra? Khi rối loạn tiêu hóa xảy ra, hệ vi sinh vật bị rối loạn, tiêu hóa thì không được. Cho nên lúc này các bạn phải hỗ trợ ngay lập tức chế phẩm probiotic là yếu tố đầu tiên. Tiêu hóa là yếu tố thứ hai, enzyme cần phải tăng cường. Vì lúc này enzyme của nó gần như không hoạt động. Các bạn hỗ trợ thêm. Và nếu như được nữa các bạn, trong trường hợp các chế phẩm probiotic đó, thì thông thường các chế phẩm probiotic sử dụng nó là vi sinh vật sinh acid. Cho nên nếu chúng ta bổ sung cái con vi sinh vật mà có lợi sinh acid đó, thì pH của nó sẽ được ổn định. Chúng ta không cần bổ sung thêm cái acid hữu cơ để giảm đi cái chi phí trong trường hợp. Thú miễn dịch kém, chúng ta nói về thú miễn dịch kém có hai cái nhóm, một là thuốc suy nhược, hai là thuốc bệnh điều trị bằng kháng sinh. Thuốc suy nhược, thông thường thuốc suy nhược thì miễn dịch nó sẽ kém, sức đề kháng sẽ kém, khả năng tiêu hóa của nó cũng không tốt. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ ưu tiên bổ sung cái gì? Bổ sung acetamin đã có trong khẩu phần rồi. Nếu các bạn bổ sung acetamin cái gì là các bạn phải đưa vào trong khẩu phần trước. Còn khi mà các bạn bổ sung acetamin là chỉ vào khi các bạn can thiệp khẩn cấp thôi. Khẩn cấp trong trường hợp mà con vật không ăn không uống được. Ở đây chúng ta nói là nó suy nhược nhưng mà nó vẫn ăn uống. Có nghĩa là nó ăn uống nhưng mà nó không phát triển tốt. Thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp như thế này. Trong cái đàn vật nuôi của chúng ta tiêu hóa không tốt, hãy nghĩ đến enzyme, hỗ trợ enzyme trong cái khẩu phần của nó để tăng cường cái khả năng tiêu hóa của thức ăn của con vật. Đó là một trong điều chúng ta nên. Ngoài đó ra thì tùy. Ngoài đó là tùy, có nghĩa là các bạn có thể bổ sung thêm cái prebiotic cũng được. Vì prebiotic lúc này nó sẽ thúc đẩy cái vi sinh vật có lợi phát triển và nó sẽ giúp cho ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, cái đường ruột khỏe thì con vật nó khỏe. Các bạn dùng probiotic cũng được nhưng mắc tiền. Cho nên các bạn phải cân nhắc. Acid hữu cơ cũng được. Acid hữu cơ cũng được. Nhưng trong trường hợp nếu như mà cái con vật mà nó không có quá nhỏ thì các bạn có thể không cần thiết phải bổ sung acid hữu cơ, bởi vì cái khả năng mà tiết ra cái enzyme tiêu hóa cái dịch vị của nó là đủ để duy trì cái pH ở mức mà hiệu quả, chúng ta không cần phải bổ sung thêm. Nhưng nếu con vật nó nhỏ thì lúc đó các bạn sẽ phải tăng cường cái acid hữu cơ. Nghĩa là ưu tiên của nó là gì? Ưu tiên của nó sẽ là enzyme. Và ưu tiên của nó sẽ là prebiotic, đỡ chi phí. Nếu nó là thú bị bệnh, sao điều trị bằng kháng sinh? Đối với thú bị bệnh mà điều trị bằng kháng sinh thì chúng ta chia làm hai giai đoạn. Nếu đang điều trị bằng kháng sinh, đang điều trị bằng kháng sinh thì các câu hỏi liên quan đến probiotic là không đặt ra. Chúng ta không bao giờ dùng probiotic cho con vật đang điều trị bằng kháng sinh. Con vật đang bị bệnh, điều trị bằng kháng sinh có gây nên rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột không? Đó. Các bạn cần phải hỗ trợ để cân bằng, giữ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột này.
để hỗ trợ khả năng tiêu hóa. Thế cho nên ở giai đoạn này, nếu được, các bạn nên dùng prebiotic. Mặc dù là prebiotic nó kích hoạt cái con vi sinh vật có lợi lên, thì kháng sinh nó cũng sẽ ức chế, nhưng sao? Nhưng nó giúp hỗ trợ cân bằng được cái hệ vi sinh vật đường ruột. Các bạn có thể dùng axit hữu cơ, axit hữu cơ để làm gì? Để ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi sinh vật có hại. Nếu như mà gặp những trường hợp mà vi sinh vật bệnh nó đề kháng với kháng sinh, sau khi mà cái việc điều trị bị kháng sinh chấm dứt, lúc này các bạn lại điều trị thêm, có nghĩa là các bạn cũng không chỉ ăn khác. Lúc này hệ vi sinh vật đường ruột của nó cần phải được phục hồi nhanh chóng. Để phục hồi nhanh chóng hệ vi sinh vật đường ruột thì probiotic sẽ là yếu tố ưu. Tiếp theo đó là probiotic. Tùy theo độ tuổi của nó mà các bạn sẽ quyết định là bổ sung enzyme hay là acid hữu cơ. Đối với thú nuôi chuyển giai đoạn, thú nuôi chuyển giai đoạn về cơ bản chỉ gặp có một vấn đề thôi. Đó là gì? Thú nuôi chuyển giai đoạn chỉ gặp một vấn đề thôi là tiêu hóa cái thức ăn, do các bạn thay đổi thức ăn theo giai đoạn phát triển. Cho nên lúc này một là các bạn dùng enzyme, chúng ta dùng enzyme để hỗ trợ cho nó tiêu hóa tại cái thời điểm này thôi. Hai là các bạn có thể dùng gì? Prebiotic. Nhưng nếu dùng prebiotic á thì các bạn nên nhớ prebiotic phải dùng trước khi các bạn thực hiện những điều đó để tạo điều kiện hay là thời gian để cho cái nó mà vi sinh vật có lợi phát triển, nó chuẩn bị sẵn trước khi mà tình huống nó phát sinh. Các bạn phải dùng sớm hơn ít nhất là 3 ngày trước khi mà tình huống nó phát sinh, và sau đó các bạn có thể là chấm dứt trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi mà các bạn đã chuyển đổi. Các bạn cũng có thể dùng gì? Acid hữu cơ. Acid hữu cơ giúp cho ổn định cái pH đường ruột và như vậy ức chế sự phát triển của những con vi sinh vật có hại khi mà các bạn thực hiện cái việc mà chuyển giai đoạn nó gây stress trên cái con vật. Đó như các bạn thấy, chế phẩm vi sinh là tốt cho tất cả các đối tượng, nhưng việc sử dụng các chế phẩm vi sinh như thế nào là tùy theo đối tượng. Ở đây không phải là tốt hay là xấu, mà tùy theo đối tượng để chúng ta có được hiệu quả tốt nhất có thể. Đó là theo chúng ta mong muốn thôi. Thì trên cái thực tế, khi các bạn ra ngoài sản xuất cũng vậy, các bạn sẽ tùy theo cái tình huống phát sinh mà các bạn suy luận và các bạn đưa ra. Nguyên tắc cơ bản là gì? Probiotic tác động nhanh, ngay lập tức. Nếu có nghĩa là khi nào cần có một cái tác động như thế, các bạn dùng được probiotic. Nhưng probiotic là chi phí cao, đó là điều cần thiết nhất. Prebiotic tác động không khác nhiều so với lại probiotic nhưng chậm, cho nên các bạn cần phải cho nó thử. Enzyme là hỗ trợ tiêu hóa trong trường hợp con vật có vấn đề về acid hữu cơ là cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ổn định độ pH đường ruột, giúp tăng cường các khả năng, các hoạt tính của enzyme phân giải protein. Các bạn dựa theo đó các bạn ăn. Còn lại acid amin kết nguyên liệu thủy phân, phát hữu cơ,
đó là các bạn phải bổ sung trước, có nghĩa là các bạn đưa vào công thức khẩu phần trước khi mà con vật nó đã ăn rồi, và những cái sản phẩm kia là các bạn trang trí khi mà tình huống xong sẽ là bổ sung thêm. Các chế phẩm vi sinh của chúng ta trong chăn nuôi hiện tại về cơ bản các bạn được sản xuất dựa trên ba nhóm vi sinh vật chính. Nhóm thứ nhất là sản sinh axit, lactic. Hay nói khác đi, nhóm thứ nhất nó vừa giữ vai trò của một tác nhân sinh học, vừa giữ vai trò của một cái yếu tố axit hữu cơ cân bằng giữ ổn định cái độ pH nguồn rùa, là nhóm này. Cái nhóm thứ hai là Saccharomyces. Cái nhóm Saccharomyces không có chức năng giữ cân bằng cái axit đường ruột, nhưng có chức năng cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, nghĩa là nó ức chế sự phát triển quá mức của một số vi sinh vật có hại, đặc biệt là E. coli. Nó có tác dụng tăng cường cái miễn dịch không đặc biệt, nâng cao sức đề kháng tự nhiên. Nhóm thứ ba là Bacillus subtilis. Bacillus subtilis, khả năng của nó là gì? Khả năng của nó là cân bằng hệ vi sinh vật tự nhiên, ức chế sự phát triển của những con vi sinh vật phá hại không nhiều nhưng nó. Cái vai trò quan trọng nhất của Bacillus subtilis nằm ở chỗ nó có thể hỗ trợ tiêu hóa tốt nhờ vào khả năng tiết ra các enzyme Rhodia và Amylase của phân giải protein hoặc là phân giải tinh bột. Như vậy, tùy theo cái tình huống thực tế, tùy theo đối tượng mà các bạn sẽ quyết định chọn nhóm probiotic. Probiotic trên thị trường cũng có nhiều dạng khác nhau, dạng đơn và dạng đa. Có thể chỉ chứa một loại vi sinh vật nhưng cũng thể chứa nhiều loại vi sinh vật. Nếu các bạn muốn có một kết quả tổng hợp, có một hiệu quả tổng hợp á, vừa là gì, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ổn định pH đường ruột, nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng tiêu hóa, các bạn dùng một chế phẩm có chứa cả. Nhưng chế phẩm chứa cả ba này thì thế nào? Mắc tiền. Chế phẩm chứa càng nhiều loại vi sinh vật probiotic thì càng mắc tiền. Cho nên các bạn sẽ phải cân. Vậy cân nhắc như thế nào? Cũng là một cái chế phẩm probiotic. Chọn cái nào cho loài vật nuôi nào? Đối với lại thú non, ưu tiên của chúng ta là sao? Trên mọi tiết mạch. Thú non các bạn vừa ưu tiên hỗ trợ tiêu hóa, vừa ưu tiên tăng cường miễn dịch, vừa ưu tiên phòng chống bệnh tiêu hóa các loại. Chế phẩm tốt nhất là cùng một lúc có cả ba. Nó sử dụng ít, chi phí thấp, có thể dùng được. Nhưng nếu cũng là cái chế phẩm đó mà các bạn dùng cho ai nuôi thịt thì sẽ lãng phí. Tiếp theo là đến giai đoạn mà thú trai, có nghĩa là thú mà phát triển vừa vừa rồi á, thì các bạn dùng loại nào là tùy các bạn, tùy theo mục tiêu. Nếu các bạn muốn tăng cường cái miễn dịch không đặc hiệu, các bạn chọn Saccharomyces. Nếu các bạn tăng cường cái axit đường ruột, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, các bạn chọn nhóm Lacto. Nếu các bạn muốn tăng cường cái tiêu hóa kèm với lại là gì, ức chế vi sinh vật có hại không nhiều, chủ yếu là tăng cường khả năng tiêu hóa, các bạn có thể dùng nhóm Bacillus. Tùy theo tình huống các bạn sử dụng. Đối với lại thú lớn, tuyệt nhiên không sử dụng probiotic, lãng phí. Prebiotic cũng lãng phí. Enzyme cũng là axit hữu cơ có thể chất.
Thế thì khi mà các bạn sử dụng các chế phẩm, đây là cái lợi ích của nó. Một là cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, chúng ta nói rồi thì nó là vi sinh vật có lợi, cho nên khi nói là có lợi, nó phát triển nhiều lên sẽ ức chế vi sinh vật có hại, giúp cho sức khỏe. Cải thiện tăng trưởng thì nãy chúng ta nói rồi, khi nó ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại, cho đến giờ này đôi khi người ta không hiểu thế này, của tại sao nó lại có thể hỗ trợ sự tăng trưởng. Thì chúng ta hình dung thế này, vi sinh vật sống trong đường ruột của chúng ta, theo các bạn, vi sinh vật sống trong đường ruột của chúng ta có hay không có cần chất dinh dưỡng để sống? Và chất dinh dưỡng nó lấy từ đâu? Nó cũng lấy từ thức ăn mà vật chủ ăn vào thôi. Nên nếu như cái hệ vi sinh vật đường ruột này mà nó phát triển quá mức thì nó sẽ lấy nhiều cái chất dinh dưỡng hơn. Khi nó lấy nhiều chất dinh dưỡng hơn thì lãng phí nhiều hơn cái hiệu quả về dinh dưỡng thực tế. Thế vì dùng cái dinh dưỡng đó để tăng trưởng, con vật nó ăn cái dinh dưỡng đó lại vào để nuôi cái con vi sinh vật và cuối cùng loại thải ra bên ngoài. Nên nếu chúng ta cân bằng được hệ vi sinh vật đường ruột ổn định, không phát triển quá nhiều lên những con vi sinh vật gây hại, thì khi đó chúng ta sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của vật chủ. Trong trường hợp tăng cường sức đề kháng của vật chủ, nó cũng tương ứng như vậy các bạn. Có nghĩa là gì? Con vật ăn vào, con vật nó ăn vào thì cái gọi là cái sản phẩm biến dưỡng của nó đó là được dùng để nuôi các tế bào miễn dịch. Nếu trong trường hợp mà cái con vi sinh vật gây bệnh nó phát triển nhiều trong cái đường ruột của nó thì cái dinh dưỡng mà nuôi các tế bào miễn dịch sẽ giảm đi, có nghĩa là cái hoạt động của cái hệ thống miễn dịch sẽ mất đi, giảm đi hiệu quả. Cái thứ hai nữa đó là sao? Những con vi sinh vật này nè các bạn, nó có một khả năng mà chúng ta gọi là miễn dịch đối kháng, miễn dịch tự nhiên, khả năng đối kháng tự nhiên giữa vi sinh vật với lại vi sinh vật. Những con vi sinh vật có lợi sẽ ức chế con vi sinh vật có hại và từ đó làm cho bệnh không chịu, có nghĩa nâng cao được sức đề kháng tự nhiên của vật chủ, làm người làm giảm những ô nhiễm môi trường. Giảm đi ô nhiễm môi trường là xuất phát từ khía cạnh này. Nếu như mà con vật nó tiêu hóa tốt, khi nó tiêu hóa tốt nó sẽ hấp thu được chất dinh dưỡng tốt, thì cái chất mà dư thừa loại thải ra đó nó giảm hay nó tăng? Nó giảm, có nghĩa là cũng cùng một lượng thức ăn ăn vào, nhưng mà cái hệ số chuyển hóa của nó tăng lên, thì như vậy cái hệ số mà bài thải của nó sẽ giảm đi cái ô nhiễm môi trường. Đặc biệt giảm đi cái ô môi trường đó chính là mùi hôi, chính là mùi hôi, có nghĩa nó làm cho gì? Đặc biệt là protein đó các bạn, được sử dụng hết. Một khi protein được sử dụng hết, không còn dư protein cho những con vi sinh vật gây thối sử dụng. Cho nên là sao? Trại chăn nuôi của các bạn nó làm có mùi hôi, nó rất tốt cho cái việc là gì? Xử lý môi trường. Có nghĩa là làm thế nào mà môi trường chăn nuôi của chúng ta trở nên ít hôi hơn, đó là nhờ các chế phẩm vi sinh mà các bạn sử dụng đúng. Còn những con như Nitrosomonas hoặc Nitrobacter chỉ là những con bổ sung thêm thôi trong cái kế hoạch. Các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì liên quan đến nãy giờ chúng ta chia sẻ không? Nếu không tham gia rồi chúng ta dừng lại đây. Mình còn mấy bộ lý thuyết đó hả? Hả? Mình còn bao nhiêu bộ lý thuyết đó hả? Chưa học thì mình hết chứ. Nãy là nói bữa này bữa cuối cùng rồi ta. Hay chưa bài này bài cuối nữa ta? Chưa bài này bài cuối nhưng mà không phải bữa cuối.